Chào các bạn, hôm nay mỹ phẩm Nga Fairfood xin giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm cao cấp nhất của dược mỹ phẩm hữu cơ Tiana, đó là dòng Tiana N3. Nó thuộc cái dòng serum N và được mệnh danh là serum 5 phút, thần dược của tuổi trẻ với những cái tác dụng chống lão hóa hết sức là siêu việt. Thì trước tiên mình xin nói sơ qua cái dòng dược mỹ phẩm Tiana ấy. Đây là cái dòng dược mỹ phẩm mà đạt được rất là nhiều thành công không chỉ ở Nga mà nhiều nước trên thế giới. Trong đó tại Việt Nam thì nó thuộc phân khúc dòng mỹ phẩm hot nhất. Với chúng ta thì dù là những người thường xuyên có thói quen chăm sóc bảo vệ da hay là những người lần đầu tiên tìm đến những dòng mỹ phẩm dưỡng da, bất chợt thấy được những cái khiếm khuyết ấy trên cái da của mình ấy, thì là đầu tiên quan tâm đó là cái dòng mỹ phẩm an toàn này, thành phần thiên nhiên tốt này, đặc biệt là mang lại hiệu quả sử dụng cao, có thể sử dụng lâu dài, không có tác dụng phụ, và đó là một cái vấn đề hết sức là lan giải. Bởi vì trước đây thì mình đã từng dùng những cái sản phẩm cao cấp nhất của Hàn hay của Nhật hay là của Pháp hay của Mỹ. Một cái bộ của nó có thể lên tới vài chục triệu đồng nhưng mà nó cũng không chứng minh được cái hiệu quả như mình mong muốn. Vì vậy mà cũng dễ hiểu là tại sao cái dòng mỹ phẩm Tiana ấy thì nó lại làm điên đảo thị trường. Bởi vì cái hiệu quả của nó thực sự rất là ấn tượng. Và nhất là cái thành phần của nó không chỉ là thiên nhiên mà còn thuộc tiêu chuẩn dược phẩm pharmacy hết sức khắt khe của Nga. Thêm nữa là cái giá của nó thì rất là phải chăng, chưa bằng 1/10 các cái sản phẩm công dụng tương tự trên thị trường của các nước khác. Trong số các khách hàng mua sản phẩm Tiana Spa, Tiana tại mỹ phẩm Nga Fairfood của bên mình thì có rất nhiều khách hàng đến từ các spa, rồi các giới thẩm mỹ viện chuyên nghiệp này. Mọi khách hàng từ cao cấp như là các nghệ sĩ trong giới showbiz này đều rất là quan tâm. Những ai mà đã tìm hiểu cặn kẽ thông tin về cái dòng dược mỹ phẩm Tiana thì đều hiểu đó là cái dòng mà có cái tính chất là vừa điều trị các vấn đề về da, vừa dưỡng da và mang lại cái giá trị thẩm mỹ rất là cao. Có nó hiệu quả, nó chia theo các vấn đề da khác nhau và ưu điểm của nó là tác dụng nhanh, hiệu quả cho từng vấn đề của da, an toàn, không có tác dụng phụ. Và cái thành phần của nó thì là rất là lý tưởng với nhiều cái chiết xuất từ thực vật cao cấp và quý hiếm, không chứa paraben, SLS và thuốc nhuộm hóa học. Tuy nhiên thì một cái điều tiên quyết để đảm bảo cái tác dụng của nó, của nhất là cái sản phẩm đặc trị như và hiệu quả cao như cái Tiana ấy, thì đầu tiên là bạn phải xác định đúng loại da của mình và phải hiểu được là cái vấn đề da mình gặp phải và độ tuổi nữa, thì bạn sẽ được tư vấn cái dòng trị liệu phù hợp nhất. Không phải là ai cũng thích ứng được cái với dòng Tiana C1 mà nó rất là thông dụng trên thị trường ấy, ai cũng hỏi đến cái dòng Tiana C1 này. Bản chất của Tiana C1 đó là dòng dưỡng trắng da với những chiết xuất từ vitamin C tự nhiên. Và cái C1 này thì nó đánh vào cái sở thích của người châu Á, đó là thích trắng và thích mịn da. Tuy nhiên nhà khoa sản xuất thì khuyến cáo là những cái loại da mà quá khô, da nhạy cảm, rồi da mụn, rồi là da có vấn đề thì không nên sử dụng C1, bởi vì bản chất của C1 đó là dưỡng trắng da từ vitamin C chiết xuất từ chanh và cam thảo. Nó cũng có một cái tính axit nhẹ và những cái da như thế thì nó sẽ làm cho da trở nên tồi hơn và dễ bắt nắng hơn. Chính vì thế mà khi sử dụng C1 thì được khuyến cáo là nên kết hợp cùng với kem Tiana CC cùng dòng để nó trung hòa được cái tính axit trong với C1. Và ngoài ra ấy, thì cái C1 thì nó chỉ tập trung vào chữ dưỡng trắng da thôi, còn cái vấn đề chống lão hóa thì rất là nhẹ. Bởi vậy mà những cái loại da mà đã bị lão hóa rồi này, hoặc là đặc biệt là cái sau cái độ tuổi 30 thì cần phải sử dụng một cái loại sản phẩm mà tốt hơn nữa để có thể phục hồi những cái vấn đề về da và khắc phục và ngăn ngừa cái việc là bị lão hóa sớm. Thì cái dòng mỹ phẩm Tiana họ đã nghiên cứu ra cái dòng serum 5 phút cao cấp và vượt trội hơn hẳn cái dòng Tiana C1. Đó là cái dòng mà trong video này thì mình sẽ giới thiệu về cái dòng Tiana N3. Trước đây thì mình cũng có giới thiệu về cái dòng Tiana N2 mà nó có cái khả năng đó là phục hồi lại cái hàng rào bảo vệ của da với các cái thành phần ceramid từ thực vật và các amino acid, thì nó phục hồi da khô, da nhạy cảm, da yếu, da mỏng, rồi là da có vấn đề. Đặc biệt là những người mà có ý định điều trị nám và tàn nhang ấy, thì nên sử dụng cái dòng Tiana N2 trước để nó phục hồi cái hàng rào bảo vệ của da, nó giảm cái độ kích ứng của da, giúp cho da khỏe khoắn hơn trước khi điều trị những cái điều trị mạnh về nám và tàn nhang. Và
Còn đối với cái dòng serum N3 thì nó cũng có những cái hiệu quả vượt trội mà được mệnh danh đó là thần dược của tuổi trẻ. Thì nó có một cái đặc tính rất là hiệu quả và quan trọng hàng đầu trong cái công cuộc đấu tranh chống lão hóa, đó là cái nâng cơ và định hình đường nét khuôn mặt thon gọn, chống chảy xệ mà không cần phẫu thuật. Các bạn cũng biết là từ trước đến nay mọi người tìm đến các thẩm mỹ viện mà để giúp là trẻ hóa làn da nhanh nhất, bởi vì họ có những cái công nghệ để nâng cơ và định hình lại đường nét khuôn mặt. Thì cái N3 này nó sẽ giúp cho các bạn là không cần phải phẫu thuật mà sẽ đạt được những cái hiệu quả chống lão hóa cao cấp như thế. Chúng ta khoan hãy nói về nếp nhăn. Khi mà trước tiên khi mà nhìn qua một khuôn mặt của ai đó thì việc đầu tiên là nhìn thấy đường nét thon gọn, săn chắc hay là sưng phù hay là chảy xệ là cảm giác đầu tiên mà cho ta cảm nhận về người đó già hay là trẻ. Bởi vì đôi khi với những nếp nhăn thì nó dễ dàng bị che phủ bởi những cái lớp trang điểm rất là chuyên nghiệp, nhưng mà cái đường nét khuôn mặt thì nó không thể che phủ bởi trang điểm được. Vì thế mà cái việc nâng cơ và định hình khung da trên mặt đó là điều rất là khó khăn và quan trọng trong cái công cuộc chống lão hóa. Ngoài cái việc nâng cơ chống chảy xệ thì trong chống lão hóa nó còn các vấn đề nan giải khác nữa, như là xóa nếp nhăn, chống nhão da, chống sạm, xỉn màu da do độ tuổi và chống mất nước. Trong số các vấn đề này thì cái serum N3 nó hiệu quả nhất và giải quyết được cái vấn đề khó khăn nhất và quan trọng nhất, đó là hiệu chỉnh lại cái đường nét khuôn mặt thon gọn và sắc nét này. Các thành phần peptide đặc biệt và các phức hợp chiết xuất thực vật cao cấp sẽ giúp cho cái TNA N2 này nó kích thích lại cái quá trình trao đổi chất và giảm tích tụ cái mỡ thừa dưới da, loại bỏ cái tình trạng béo mặt và hai cằm hay là chảy xệ da. Và cái serum N3 này cũng kích thích tái sinh tích cực các tế bào mới, làm cho cái da nó được tươi mới hơn và săn chắc hơn, độ đàn hồi cũng được tăng lên, nếp nhăn được làm mịn hơn, phẳng mịn hơn và dưỡng ẩm sâu hơn nhờ các thành phần acid hyaluronic. Ngoài ra thì để đạt được những hiệu quả trên thì nó cũng có một loạt các thành phần tự nhiên mà được nêu trên cái sản phẩm, như là các chiết xuất từ cây hạt rẻ ngựa này, cây thường xuân này, cây Garcinia này, chiết xuất Roscoe này, hương thảo, bạch đàn, cây bách xù, trà đỏ, dầu bao bắp, chiết xuất lô hội, hạt cola, cúc vạn thọ, chiết xuất protein, vi khuẩn biển, dầu ô liu này, bentan peptide này, rồi panthenol. Trong đó thì các cái chiết xuất lô hội thì nó sẽ giúp là cân bằng độ ẩm và ngăn ngừa cái tình trạng mất nước của da. Còn chiết xuất từ trà đỏ và cây bách xù thì nó có cái tác dụng đó là chống oxy hóa mạnh, loại bỏ độc tố và tăng cường cái trao đổi chất ở cái cấp độ tế bào. Dầu bao bắp và hạt cola thì có tác dụng làm săn chắc, hiệu chỉnh và định hình lại các đường viền khuôn mặt. Còn các chiết xuất từ hương thảo thì thúc đẩy sự phân hủy chất béo dưới da. Chiết xuất từ Roscoe thì kích thích tuần hoàn máu ở mức độ là các mao mạch, củng cố các thành mạch máu, tĩnh mạch và có tác dụng chống phù nề, giúp cho các loại bỏ độc tố và giảm cái mẩn đỏ và kích ứng trên mặt, giúp cho là da mặt nó thoát khỏi tình trạng thâm, sạm và túi bọng dưới da do ứ động dịch này. Chiết xuất từ Garcinia thì giúp giảm béo mặt và được sử dụng trong các cái sản phẩm mà viên thực phẩm bổ sung vitamin này. Thì tóm lại mình xin ngắn gọn về cái dòng TNA N3 này, thì nó đạt được cái hiệu quả quan trọng nhất trong cái vấn đề mà chống lão hóa ấy, thì đó là hiệu chỉnh cái đường nét khuôn mặt, tạo hình V-line thon gọn săn chắc mà không cần phẫu thuật, nâng cơ mạnh, phục hồi khung xương da săn chắc của tuổi trẻ, chống chảy xệ này, giảm béo mặt này, thon gọn cằm này, làm mới da này, xóa nếp nhăn này, làm cho da phẳng mịn này, xe khít lỗ chân lông và tăng độ đàn hồi của da này, dưỡng ẩm sâu, chống mất nước, và nó chứa trên 95% các thành phần thiên nhiên và hữu cơ cao cấp này. Ngoài cái tác dụng mà hiệu quả nhanh và giải quyết các vấn đề khó khăn nhất trong cuộc chiến chống lão hóa, thì cái serum N3 này nó cũng như đại diện của các dòng serum N5 phút ấy, nó có một cái tác dụng đó là tích lũy lâu dài nhờ các thành phần acid amin hữu cơ cao cấp. Nghĩa là các cái serum dòng N này nó không chỉ phát huy hiệu quả nhanh nhất mà còn bền vững nhất, trong khi các dòng serum thông thường như là TNA C1 này, cho da trắng này, huyết thanh E này, TNA E này thì là phục hồi da này, D5 này thì là chống lão hóa thông thường này, các dòng A này, A2,
A1, A3, A6 thì là cho da khô, da nhạy cảm này. Rồi các dòng B thì cho da dầu và da mụn này, B2, B3 này. Đó, thì các cái dòng N3 này thì là nó cho cái hiệu quả bền vững hơn và lâu hơn. Về cách sử dụng N3 thì là cũng như những cái dòng serum khác thì bạn cũng có thể tham khảo trong cái hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên thì nó có cái tác dụng tích lũy lâu dài, cho nên là bạn không cần phải sử dụng liên tục mà có thể là sử dụng mỗi 2-3 tháng thì một đợt liệu trình một hộp. Bạn có thể bôi serum lên da sạch và khô trên toàn bộ khuôn mặt và cổ, massage cho đến khi mà nó thẩm thấu toàn bộ vào da. Cái serum này có thể sử dụng độc lập hoặc là bạn có thể kết hợp với các cái dòng kem dưỡng mà được khuyến cáo từ nhà sản xuất, như là kem dưỡng chống lão hóa CD hoặc là kem dưỡng bí mật Sapphire của cái vi tảo xanh ấy. Dòng vi tảo xanh này rất là tốt cho da. Đấy, ngoài ra thì một cái phương pháp khác đó là được khuyến cáo mà đem lại cái hiệu quả vượt bậc nhất, đó là kết hợp cùng với lại cái mặt nạ chống lão hóa. Thì trước khi bạn đắp mặt nạ thì bạn bôi cái serum này lên thì nó sẽ giúp cho cái việc mà cái hiệu quả của serum tăng lên gấp 3 lần. Và những cái review về cái sản phẩm Tiana N3 này thì cả trong nước và quốc tế đều đánh giá đây là một cái sản phẩm mà siêu việt và có khả năng phục hồi lại, chống ngăn ngừa cái lão hóa và định hình lại đường nét khuôn mặt tốt nhất. Và có người đánh giá là chỉ sau 1 tháng đường nét khuôn mặt đã thon gọn lại và họ không cần phải dùng đến các biện pháp như phẫu thuật để căng da hay là để định hình lại khuôn mặt này. Cái serum này thì nó sản xuất theo lô nhỏ cho nên nó đảm bảo được tất cả các chất quý giá và tốt nhất trong thành phần của sản phẩm. Mỗi ống thì giúp cho bạn tươi mới và năng động suốt cả ngày. Và bây giờ thì